cánh mày râu. Có thể là do chúng ta di chuyển quá nhiều, lười vận động, hoặc trong quá trình hoạt động đi lại chúng ta gặp phải những cái chấn thương dẫn đến hiện tượng đau khớp gối. Bài tập hôm nay Diễm sẽ chú trọng hướng dẫn cho chúng ta những cái động tác liên quan đến khớp gối nhằm đẩy lùi cái tình trạng đau khớp gối của mọi người. Hãy cùng thực hiện với Diễm nhé. Xin mời tất cả các bạn hai lòng bàn chân ta hướng vào nhau, rồi nhẹ nhàng ta quạt hai chân nhằm để khởi động cái phần đầu gối. Thả lỏng cơ thể, chúng ta chỉ quạt chân thôi, quạt nhẹ nhàng. Rồi xin mời mọi người ta duỗi hai chân ra. Chân phải ta gác lên, co lại và gác lên phần đùi của chân trái. Nhẹ nhàng tay bên trái nắm lấy bàn chân phải, ta xoay khớp cổ chân. Nhẹ nhàng 3 4 5 6 7 8 9 10. Chân xoay ngược lại, cố gắng trong quá trình xoay chúng ta xoay một cách chậm rãi, không quá nhanh. Một vòng tròn chúng ta xoay một giây, rồi nhẹ nhàng kéo chân vào, nhịp chân bên phải hơi khởi động một phần toàn bộ của chúng ta.
hai tay nắm lấy phần đùi bên phải. Rồi, từ từ ta xoay chân. Rồi, xoay tròn chân. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nhẹ nhàng ta xoay ngược lại. Nắm lấy phần đùi gối bên trái, nhẹ nhàng ta xoay chân. 2, 3, 4, làm cho các khớp gối của chúng ta linh hoạt hơn. 7, 8, 9, 10, từ từ xoay ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai tay thả lỏng. Hai tay, ngón tay ta đan vào nhau. Rồi, áp sát vào đùi. Kéo chân bên trái lên, hít vào. Rồi, từ từ thở ra, thả xuống. Hít vào. Có thể khớp gối của chúng ta đang được kéo căng ra. Thở ra. Lần thứ ba, hít vào. Rồi, ta áp sát từ từ cái kéo lên một tí nữa, áp sát vào trong cơ thể. Thở ra, hạ nhẹ nhàng. Hít vào, lần thứ tư, kéo chân lên. Rồi, ta đưa ép vào trong cơ thể. Thẳng chân lên càng tốt. Thở ra. Một lần nữa, hít vào. Kéo chân thẳng lên. 1, 2, 3, 4, 5. Nhẹ nhàng ta hạ chân xuống. Rồi ta duỗi hai chân ra, nhịp chân. Rồi thư giãn cho phần chân, không co lại, không co cứng chân. Hãy thả lỏng. Bạn cảm thấy như thế nào? Chân của mình đã được hoạt động, đã được khởi động. Cái chân của chúng ta có gì như là đã khỏe hơn. Rồi tiếp tục, xin mời hai chân ta co lại. Tay bên phải nắm lấy bàn chân bên phải. Rồi, nhẹ nhàng duỗi thẳng chân phải ra, ta đưa sang ngang. Đưa sang ngang, kéo chân sang ngang. Thở ra, ta thu về. Tiếp tục hít vào, đẩy chân lên. Có thể là lần đầu tiên chân của chúng ta không thẳng, có gối của chúng ta đang bị đau, đưa thẳng được. Thở ra, hạ từ từ. Tiếp tục hít vào, duỗi thẳng chân phải lên. Rồi từ từ ta đẩy ép sát phần đầu gối xuống để chân được căng ra. Rồi massage phần chân của mình. Thở ra, từ từ hạ xuống. Hít vào, duỗi thẳng chân. Rồi, thở ra, hạ từ từ. Cuối cùng hít vào, duỗi thẳng chân ra. Giữ, ta giữ 5 nhịp. 5, 4, hãy thẳng đầu gối xuống. 3, 2, 1, từ từ hạ chân xuống. Ta đỡ bên ngược lại. Tay bên trái nắm lấy bàn chân bên trái.
thể nhà kéo giãn chân ra, ta đưa sang trái, có thể chân của chúng ta nó chưa đưa sang ngang được, từ từ sẽ ép cái bàn chân sang ngang, thở ra, thở vào, đẩy chân thẳng ra, đúng rồi, kéo sang ngang, thở ra, thở từ từ xuống, vào, thẳng chân đưa sang ngang, nhẹ nhàng ép phần gối xuống, ép phần gối sau xuống, rồi khớp gối thì chúng ta giãn ra, thở ra, hạ từ từ, hít vào, kéo giãn chân ra, thở ra, hạ, hít vào, một lần nữa, lần này ta giữ nhịp 1, 2, 3, 4, bài tập vừa rồi chúng ta có thể thực hiện hàng ngày để giảm thiểu các tình trạng đau khớp gối của chúng ta. Và Diễm hy vọng rằng với bài tập đó sẽ giúp chúng ta có được một đôi chân thật là chắc, khỏe và thuận tiện cho việc đi lại. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video clip sau. Hãy đăng ký để ủng hộ Diễm. Nếu thấy video hay và có ích, hãy bấm like và share để chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.